Rồi, thì cái giỏ hàng này á, thì giống cái bài lá cũ, bài này thì làm có hai cách để làm. Hai cách để làm. Cách thứ nhất á, các bạn có thể dùng cái đít, thẻ đít để các bạn add từng phân tử nó vào. À, cách thứ hai là các bạn dùng table. Table. À, ok. Dùng bảng để các bạn lưu trữ cái này. Tổ chức cái này các bạn gọi qua bảng. Chưa? Đấy. Thì bây giờ để cô chỉ cho cách các bạn để học cái này nha, tự làm được bài này mà thậm chí không cần cô hướng dẫn. Đây. Thì cái này các bạn để làm được bài bán hàng này nè. Thực ra cái này nó phần nó đến tận cái môn là buổi tới các bạn mới học cơ. Tức là ta phải làm việc đôm. Ta phải làm việc đôm. Ta phải học về đôm. Nó là Document Object Model. Cái này chưa học cho nên là cái này thực ra là cô demo về cho bạn, về các bạn học thôi, tại vì giờ mà giảng thì cũng khó, thì nó cứ demo trước đi và vừa demo vừa giảng luôn đấy. Thì làm cái này thì các bạn lên W3 School, có nhiều kênh để học nhá, nhưng mà kênh này nó dễ học, tương đối dễ học, thành ra là cô sẽ hướng dẫn cái này. Các bạn học JavaScript, chọn vào JavaScript. Sau đấy các bạn chọn đây Dome. Dome này. Được chưa? Giới thiệu về HTML Dome này. Đây. Ok. Chờ cô xíu ha. Chưa? Rồi, Dome này. Đấy, có HTML Dome. Dome CSS Dome. Đúng không ạ? Như các bạn làm việc với HTML thì nó chính là HTML Dome. Đúng không ạ? HTML Dome. Đấy, thì trong HTML Dome thì nó sẽ coi mỗi cái phần tử ở trên mạng, ở trên cái trang HTML đều là các cái node. Nó coi các cái node. Đúng không ạ? Thì các cái node này nó có thể truy xuất được tất cả các node, có nhiều cách. Có thể truy xuất thông qua ID. À, dùng cái get element by ID, có thể dùng cái thẻ by tag name, by name hay by class name. Đó, có thể truy xuất thông qua các cái phương thức. Được chưa? À, đó, thì cái mỗi cái này được gọi là một cái node. Đúng không ạ? Node thì nó tổ chức ở dạng cây, ta gọi là tree. Đây các bạn có thể vào đây introduction này các bạn xem. Được chưa? Đấy, nó tổ chức ở dạng các cái node. Đây node document, document là node rất gốc, ta gọi là root node. Document sau đến HTML, ta gọi là root node. Ok. Được chưa? Đây, mỗi phần tử của nó là một cái node, nó có cả attribute node, text node, rồi rất là nhiều loại node. Thì cái này buổi sau đi 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 dạy ở trên lớp cô sẽ giảng kỹ. Được chưa? Cô sẽ giảng kỹ về phần này cho các bạn hơn. Đấy. Phương thức thì có nhiều phương thức. Đây. Phương thức thì có nhiều phương thức ha. À, phương thức các bạn có thể dùng là ví dụ như là get element by ID, rồi lấy các nốt con, child node, rồi các thứ nhiều lắm. Đây, document HTML node. Rồi. Thì để xem được các cái phương thức và thuộc tính của nó dễ dàng, các bạn vào cái reference. Đấy, các bạn vào cái reference. Đây. Các bạn vào là HTML DOM object và cái reference của nó là dễ nhất. Ok. Đấy. Thì cái reference của nó trong bên này nó sẽ giới thiệu các bạn nào. Đây JavaScript reference nào. Đây, array boolean class chưa? DOM object nè, DOM nè, attribute DOM nè. Thuộc tính nè.
Ok. Đây có attribute dom. Lấy attribute. Đúng không? Đó, get name item rồi các thứ, dom attribute đây nó có hết nè. Item length remove name item. Có thể lấy cái element dom là thẻ nè, element nè. Đây ở đây có là lấy được attribute của một cái thẻ nè. Đây nối append child tức là nối con, nó sẽ nối phần cuối, và phần cuối open child đúng không ạ, nối phần cuối rồi con tên nó nhiều lắm các bạn, first child, last child, nó trả về first element child. Ok, inner text quá trời quá đất đúng không, nhiều lắm các bạn ơi, remove. Rồi thì cái bài này á, nếu mà làm theo cái cách là các bạn dùng cái thẻ deep, dùng cái thẻ deep thì các bạn sẽ dùng cái tên cái dom element này nè, các bạn làm node value rồi các thứ các bạn làm. Còn nếu các bạn mà nếu mà dùng table thì ta dùng cái HTML object này nè, ta làm với table cô đâu đấy, ta làm với table search chữ table coi. Đây thẻ nè, table, ok, table object, à thêm cũng có get table, xong các bạn có cái lấy được cái số dòng, các cái dòng, đó là thẻ tr, body, rồi căn chỉnh css các thứ, rồi có thể tạo caption, tạo footer, tạo hit, rồi xóa cột, thêm cột, à, xóa dòng, thêm dòng, rồi thêm cell, đúng không ạ, ok, được chưa? Đây thì cái table này nó nhiều lắm các bạn, vào row thì các bạn làm việc với row thì ta xem trong row nó có những cái gì đó, trong row nó có những cái gì đó, ví dụ row len nó trả về số dòng đó, insert row, delete row, insert cell, delete cell, okay. Đấy ta làm dừa như những cái này để ta làm cái bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm theo dạng table, ok, để các bạn hiểu cơ bản về cái cách các bạn truy xuất từ phương từng phân tử đã. Còn mà sau này biến tấu thì các bạn muốn biến tấu mà muốn hiểu thì các bạn phải hiểu cơ bản, thì các bạn biến tấu mới dễ. Như cơ bản mà không hiểu thì biến tấu nó khó. Cho nên cô sẽ làm theo cái cơ bản trước đã, được chưa? Thì bây giờ ta sẽ tạo một cái trang như thế này. Ta mở cái lớp của mình là 153. Ok. Cô có cái lớp corona là lớp gì cô? Cái bữa trước khi học online ta tạo cho vui á. Bữa đầu tiên á, cái bữa mà cô vô chat với lớp mình á. Rồi bọn em xem về nó có bị lây không? Có. Nó có lây qua đường internet mà. Cứ nói chung kết nối internet là bị hết à. Em có đeo khẩu trang rồi luôn. Nhớ xịt khử khuẩn nhá. Ok, coi lại xem có ai không nào. Lớp 30 người. Có ai mà chưa điểm danh không? Chưa điểm danh nhớ nói cô nhé. Ok, quay lại. Lâu lâu phải quay lại xem tình hình lớp mình đâu. Còn ai ngủ gật, có ai tỉnh không? Ok, bây giờ ta sẽ làm một trang này ha. Trang này gọi là giỏ hàng hả? New file card.html. Ok. HTML. Rồi, cái này đây là thẻ H1. Làm cho vui mà. H1. Cái này là bán hàng. Cái này là mức giá, cái thẻ này là thẻ select ha. Select option. Đây mức giá.
chờ chờ cô tí nha. Nên ơi, mày làm gì em bé hả? Ơi, sorry các bạn tí nhé, có sự cố xíu. Ok. Đâm cho cô. Hả? Rồi, ok rồi. Rồi. Mức giá thì cái này các bạn để là ví dụ như là 200, 300 hay cái từ bao nhiêu đó tùy các bạn ha. Cái này value. Trong cái option này thì trong HTML thì cái giá trị nó sẽ nhận là nhận được cái chỗ cái value này nè. Ok. Còn muốn lấy tag thì phải lấy cái thẻ và lấy inner cái tag ha, inner tag.
Thì khi select thì nó sẽ lấy cái value. Tiếp ha. Đây, cái thẻ HR. Thẻ HR. HR. Đến cái table ha. Cái width bằng 100%. Đấy, như vậy. Rồi. Đây các bạn có là 1 2 3 4 5 cột. Ok, ta để là TR. Cột là để TD. Cột đầu tiên là ta để là TH ha, TH. Nhưng mà thôi tôi để TD cũng được. Chỉ TH cũng được ha. Ô, cô có điện thoại. Từ từ, cô nghe điện thoại tí nha. Alo. Rồi rồi, ok, gửi gửi cho cái bác ở ngoài cho chị cái. Ok. Nên ơi. Đưa ra cho ông gần một hàng. Rồi tiếp ha. 6. Cái này là input checkbox ID. Ok. TD hàng hóa. Cái này không cần truy xuất thì để TH luôn đi. TH. Cái này là đơn giá. TH. Số lượng. Thành tiền. Đương làm gì? Đưa ra ngoài cho ông. Rồi này ông là không phải để làm gì á? Có người họ đến giao đồ á. Đây, cả ha. Các bạn muốn thu nhỏ cái anh này lại thì để cái thẻ deep ở ngoài là nó thu nhỏ à? Muốn thu nhỏ anh này lại thì các bạn để cái thẻ deep thôi, bao anh này lại. Đặt cái style thẻ deep width. Cái này các bạn thật sự đặt là 600 pixel. Ok. Sao version auto. Đó, nó sẽ ra giữa. Rồi, cái bảng này cô để cái border bậc 1 thì nó sẽ giống như ở trong hình. Cái border bằng 1 thì nó sẽ giống như trong hình. Đấy. Rồi. Tiếp ha. Cái này các bạn để một cái TR nữa. Để TD. TD. Cái này cũng check input. Okay. Đó. Rồi ở trong này các bạn để là
Sẽ bên đây này. Cái này là tên là iPhone này, đơn giá này, số lượng này. À, khi các bạn thay đổi số lượng này thì cái thanh tiền hoặc là check đây thì có nó tính tiền. Đúng không ạ? Đấy, check ở đây tính tiền. Thì cái này là ví dụ các bạn để là cái TD. Cái này là iPhone 9. TD là đơn giá là 700. TD số lượng. Cái này là một cái input. Các bạn để number cũng được. Có cái number. À, đúng nhỉ? Ctrl Z. Number. Time number. Ok. Rồi đến cái gì ạ? Thanh tiền. Chưa? Rồi thì các bạn lặp cái này lại thôi. Lặp luôn. Đấy, lặp cái này. Đó, lặp number. Rồi cái gì nữa? Tổng là 580. Tính tổng luôn. Đấy, TR. À thì cái tổng nó là một cell là 1 2 3 4 cell đúng không? Nó có TD để cái cell space row span là bằng 4. Đúng không? Cái này là tổng. Rồi td giá trị tổng, cái này là 580. Như vậy okay. Được chưa? Thành tiền. Đấy, tổng. Được chưa? Rồi, đây là cô lấy ví dụ thôi. Bây giờ ta check ở đây nè. Đầu tiên là các bạn phải check nè. Check, nếu khi các bạn check thì nó sẽ lấy cái này nó nhân cái này, nó ra kết quả ở đây. Đúng không? Check cái này thì nó nhân cái này ra đây. Bỏ check thì nó sẽ hủy. Và các bạn có thay đổi số lượng thì nó cũng thay đổi luôn. Đấy, nó nhiều sự kiện lắm. Ok, cái bài này được chưa? Thêm mấy cái nữa cho nó xôm tụ đi. iPhone, Samsung. Nokia. Anh này tuyệt chủng rồi. Đúng không? 200. Đấy. Đó. Rồi, cô làm mấy cái thôi. Bây giờ chúng ta chủ yếu là xử lý nha. Ta coi ta xử lý cái gì bây giờ. Xử lý cái thứ nhất nè. Chọn mức giá. Mức giá này tính sau. Hiển thị những mặt hàng có mức giá phù hợp. Hiển thị những mặt hàng có mức giá mà theo cái sợt này. Tích bỏ checkbox. Kích hoạt ô nhập số lượng. À, đầu tiên ô nhập này được ẩn đi. Disable. À, cái ô nhập này nó sẽ bị disable. Ô nhập này nó sẽ bị disable đầu tiên nếu như chưa check. Thì ngầm đình nó sẽ bị disable. À. Đấy. Và ngầm đình là cái value để nó là 0. Value để bằng 0. Ok. Chưa? À, đầu tiên là cái này là disable trước, ẩn trước. Khi check thì cái này nó mới enable lên. Đúng không ạ? Rồi,
Bây giờ ta sẽ xử lý cái nút check trước nha. Nút check trước nè. Mức giá con sẽ làm sau ha. Đây, bây giờ ta xử lý cái nút check trước ha. Đây, ta viết JavaScript. Đây, xử lý checkbox. Box. Chưa? À, thế là khi các bạn check vào thì nó sẽ gọi đúng không? Check vào. Đây, check vào. Thì check nó có hai trạng thái check và uncheck. Check và uncheck. Ok. Check và uncheck. Thì tôi phải viết một cái hàm tôi gắn vào cái sự kiện này. Đúng không ạ? Viết một cái hàm function f check. Được chưa? Rồi, f check. Thì cô khi check cô sẽ gắn vào từng cái này. Từng cái này. On click f check. Ok. Đó. Gắn là một. Bây giờ như này không lẽ lại một cái check ta lại viết một cái hàm. Thì nó kỳ quá. Cho nên là cái check này ta phải dùng cho tất cả các cái dùng chung được, phải dùng chung được. Nếu không dùng chung được thì cái hàm này nó không có ý nghĩa. Vậy cái hàm check này phải dùng được cho tất cả. Dùng được tất cả các cái hàng này là giống nhau. Được chưa? À. Rồi, đó là điều thứ nhất, điều thứ hai nè. Khi cô check thì cô phải biết cô đang ở hàng nào. Thì cô mới enable được cái của hàng đó. Đúng không? À thì khi check các bạn sẽ lấy được cái vị trí của hàng. Vị trí của hàng. Ok. Vị trí của hàng. Một là các bạn tự động lấy. Hai là các bạn sẽ một là bắt sự kiện để tự động lấy cái hàng đó. Hai là các bạn có thể truyền cái vị trí của hàng. Truyền vào cũng được. Vì cái này là hàng không trên cùng, đây hàng 1, đây hàng 2, hàng 3. À. Đây, bây giờ hàng của ta sẽ là hàng 1. Hàng 1. Nhìn nha, nhìn cách tôi làm nha. Đấy hàng 1. À quên. Hàng 2, hàng 3, nhầm nhầm. Hàng 1, hàng 2. Đấy là cách xử lý nha, ha. À tôi chuyển số hàng để tôi biết là hàng nào. Hàng 2. Rồi. Bây giờ đối số nào, đây có một đối số đúng không? Tôi sẽ truyền vào một đối số là row index. Row index. Tôi biết là đang ở hàng nào. Bây giờ các bạn nhá. Biết để hàng để làm gì? Biết để hàng, khi tôi biết hàng thì tôi sẽ lấy được cái cell của hàng đó. Tôi sẽ lấy cell thứ 0, cell 1, cell 2, cell 3. Về tôi enable cái cell 3 này lên. Đúng không? À cell 3. Cell 3 xong trong cái cell 3 này có cái gì tôi enable cái cell 3 này lên. Đúng không ạ? Ok. Đây, trong cái này là có inner đúng không? À, tôi sẽ enable nó lên. Ta test thử cái này nhá. Ta sẽ có là đầu tiên bước 1 à tôi phải lấy được cái table này đã. Tôi phải có được cái table. Đây nè, đầu tiên là tôi phải có cái table nè. My table nè. Xong từ table tôi mới lấy được row hay là column hay là cell, tất cả nó nằm ở đây. Vậy tôi sẽ phải lấy được cái table trước. Đầu tiên tôi sẽ có là tôi lấy cái table cả đã, my table và my table gắn bằng document.get element by id. Lấy cái id của table. Ok. Lấy cái id ha. ID là my card chẳng hạn, giỏ hàng đúng không ạ? My card. Ok, được chưa? Rồi, ta sẽ có nè. Các bạn có thể kiểm tra được nó có bao nhiêu dòng luôn. My table chấm cell chấm len. Đấy. Alert cái anh này cái là ra liền à. Alert. Đấy.
có bao nhiêu dòng luôn. Đấy, chạy thử nhá, tôi check vào cái. Ấy không, F5 lỗi gì ạ? À quên, check cái nó lỗi. F12 coi nó lỗi gì không? Tại sao khi check nó không có ra? Có lỗi này các bạn, thấy không? F check chấm len is undefined. À nó không tìm thấy chấm len. Vậy cái len của ta dùng đang bị sai nhá. Nó hình như có dấu mốc tròn. Ủa? Rose. Rose chấm len đúng rồi mà. À, Rose không phải cell, nhầm. Sorry. Rose chấm len. Đấy. Nó bảo lỗi ngay. Check cái nè. Ra 5 dòng đúng không các bạn? 1 2 3 4 5. Bây giờ tôi muốn lấy cái dòng 0. Dòng 0. Dòng 1. À, dòng theo cái index. Xem theo cái index này. À rows. À tôi lấy theo cái index. Row index. Chấm. Cell. Đấy nha, tôi có row rồi, tôi lấy cell nhìn nha. Tôi có cái rows. Row thì tôi lấy theo chỉ số nha. Cái row đây, row theo index nè. Ok. Giống như rows có chỉ số, rồi tôi chấm cells nha, các bạn click vào cell nè. Tôi lấy từng cell ha. Cell thì nó cũng lấy theo chỉ số luôn. Cell 0, cell 1, cell 2, cell 3. Đây, có rows chấm cell. Xong có chỉ số, ví dụ cell tôi để là đây có cái chỉ số của nó nè. Index chậm quá. Rồi tôi làm lẻ đi. Chấm cells. Rồi tôi để cái cell của tôi là cell đây. Cái này là cell mấy? Cái này là 0123 cell 3. Chấm inner HTML. Xem ở trong nó có gì. Inner HTML. Okay. Tôi alert cả. Nó có cái gì? Nhìn ha, bỏ cái này đi. F12 bỏ nó đi ha. Check nè. À. Khoan. Inner HTML. Khoan. Để viết hóa viết thường nha. Cái inner viết hóa. Thấy không? Đấy. Bảo lỗi ngay. Ok. Chạy nha. Rồi. Check. Nó ra phải input không? Nó ra cái phải trong của nó là input nè. Number nè, ID nè, disable nè. Đấy, bây giờ cái input này tôi từ disable tôi đổi sang cái enable. Disable bằng true tôi đổi sang disable bằng false. Đấy, bây giờ tôi lấy được cái phân tử trong này rồi. Tôi lấy được cái phân tử trong này rồi, tôi sẽ enable nó lên. Đúng không? Thì các bạn có thể thay thế bằng cách như này, có nhiều cách. Hoặc các bạn truy xuất vào trực tiếp cái anh này luôn. Truy xuất vào anh này luôn, tức là lấy con của nó. Đây. Lấy con của nó, đúng không ạ? Đây okay. À. Được chưa? Đây. Đó. Thì cái con của nó là anh này, các bạn disable anh này lên hoặc disable các bạn để là bằng phone thì nó sẽ mở nó ra. Disable bằng phone thì nó mới mở nó ra. Hoặc là lấy cái ID của nó, tức là các bạn có thể hoặc là lấy child của nó, đúng không? Inner. Bây giờ tôi lấy inner rồi thì tôi xử lý inner luôn. Đây, bây giờ thay vì alert. Ok. Gán bằng một cái khác. Hoặc là các bạn không lấy inner mà tôi được cái thẻ rồi, tôi được cái cell 3 rồi. Tôi lấy cái child note chấm child note inner HTML đi, cái nào cũng được, cái này tôi gán bằng đây. Nếu như vậy thì cái này nó hơi dài dòng. Không, truy xuất như vậy thì nó cũng không hay lắm. Tại vì tôi thay thế của anh này bằng một cái anh khác.
cô thay thế anh này bằng cái anh khác. Anh khác, cái này thì cô để cái ID để name, ID number, cái này khác nhau nha. À, cô để là cái name hả? Name là ok, số lượng, ID để số lượng đi. Cái này để là disable bằng cái trong mà để dấu nháy kép thì ở ngoài các bạn để dấu nháy đơn ha. Đấy, tại vì trong JavaScript nó không phân biệt nháy đơn hay là nháy kép thì các bạn để cái này là disable bằng, bỏ cái disable là được. Đó, chạy lại nha, bỏ disable được chưa? Đây, bỏ disable, bỏ disable được chưa? Vậy các bạn kiểm tra nè, nếu như check mà bằng checked mà bằng true, checked mà bằng true thì cái này mới được enable, còn checked mà bằng false thì cái này là disable được chưa? Đây, if, if kiểm tra nè, nếu như là cái anh mà checked đây else đó thì copy ngược lại, cái này hơi không được ok lắm về cái chỗ inner, tôi chưa thích lắm cái inner disable, disable chưa thích lắm, nhưng mà thôi kệ nó đi, từ từ tôi sửa sau. Rồi bây giờ như này nhá, bây giờ ta sẽ bắt được cái checked ở đâu, cái check này, ta bắt được cái check này, check này có phải là self không? Không thì cái này ta có là đầu tiên tôi sẽ lấy cái row và my row sẽ gán bằng table.rowindex được chưa? Ok, đấy, viết cho ngắn gọn. Rồi cell thì ta có là my row chấm cell không, cái này mình nhấn checked nghĩa là checked bằng true thì nó sẽ, cái này cell 3 nó sẽ bị ấy my row enable lên, còn ngược lại thì my row à, bỏ cái này đi được chưa? Đây chạy nha, cái này chu ô khoan checked nó trả về cái gì? Khoan, tại sao nó không có cái gì hết? À, checked tôi đang sai ở đâu? Không có sai mà nó không có so sánh được. Từ từ, checked, uncheck, checked, checked, từ từ đang sai ở đâu? Checked. Rồi ai chat cái gì coi cái, anh nào có gợi ý gì không? Trời, cho lớp ra chơi, tôi tưởng ông có gợi ý gì cho tôi cái lỗi a chấm á hả? Thì cô vừa nói vừa giải thích mà. À, ok, vậy cái check đây, bạn nào mà cần thắc mắc gì cứ mở mic lên hỏi nha. Đây nè, tôi phải kiểm tra cái cell không, cái cell không là cái này nè, cái cell không là cái cell này được chưa? Cell không là cell này, mà cell này nó check thì tôi mới mở, còn uncheck click cái nữa uncheck thì nó lại không mở, cho nên tôi phải kiểm tra nó có check không. Thế tôi thử alert cái này nha, thì nó ra cái gì nha, alert nó ra cái gì, tại vì nó đang chỗ này nó không có xử lý. À thì ta bằng cách là ta bắt lỗi đúng không, ta bắt bằng cách là ta kiểm tra cái chỗ này
xem nó ra cái gì thì tôi mới làm được, không biết nó ra cái gì thì nó sai. Đây, check nè. Oh, nó trả về undefined. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giải thích tại sao undefined? Bởi vì thế này là cell không, là nó đâu có chứa cái này, cell không nó là cái thẻ td cơ, cái thẻ td. Còn cái inner của nó mới là một cái checkbox, một cái checkbox. Vậy nè, tôi lấy trường hợp này phải lấy con của nó thôi. Con của nó, để lấy con thì ta có nhiều cách để lấy. Nó có thể child node, child các con, hay là children, dùng cái children. Đây, để lấy con thì các bạn vào đây, hướng dẫn nha, chỉ các bạn luôn. Cái này là table, còn cái này các bạn lấy là document này, dom nè, element nè, element. Đây, thẻ nè, thẻ nè. Ok, các bạn lấy con của nó nè, nối, đây là nối con nè, thuộc tính nè, child node nè. Child node thì nó bao gồm cả text node luôn. À, bây giờ tôi lấy children dễ hơn. Children nó chỉ lấy cái con element thôi. À, lấy cái children. À, children. Children nó trả về nhiều con. Nhiều con thì tôi muốn lấy con một đứa thì tôi lấy cái khóc. Đấy, children. Chấm children nó trả về một cái mạng. Đúng không? Nhiều con. Đó. Chấm children. Thì con, nhiều con đầu tiên thì là con không, đúng không? Vậy tôi sẽ lấy cái chấm children, à, my row cell. Xong tôi lấy cái children nữa, children, chấm children, child children, children không. À, chấm ticket. Đấy, các bạn thấy nó test lại nhá. Check cái chu, ăn check cái phone, đúng chưa? Ok, vậy là cái cell này nó trả về thẻ td. À, nhưng mà cái lấy con của thẻ td, đây, cell này nó trả về cái thẻ td. Cell 0, cell 1, cell 2, cell 3, cell 4. Thì cell 0 này là thẻ td. Vậy tôi muốn lấy cái check thì tôi phải lấy con của nó, là children. Con thì có nhiều con, children nó trả về số nhiều, thì tôi muốn lấy con của nó đầu tiên, nó có một con à, trả lời trả về con đầu tiên thì tôi trả về là cell children không. Thì chỗ này các bạn thêm cái này vào đây, à, là xong. Ctrl C, Ctrl V. Đấy, thấy chưa, chạy nha. Nhìn nào, check, mở, đóng. Thấy chưa, check, mở, đóng, đóng. Được chưa? Đấy, cái chuột tôi bị double click hai lần đó, nên nó bị lỗi. Đấy, được chưa? Rồi, vậy là ta được một chức năng thứ nhất, tức là khi tôi enable cái này lên thì nó sẽ, tôi check cái này mở thì cái này enable, tôi đóng thì nó ẩn. Vậy khi check thì tôi sẽ tính tiền luôn, tôi lấy cái này nhân với cái này, đúng không? Cái này nhân với cái này luôn nè, nó ra tiền ở đấy. Tôi lấy cái đơn giá, tôi nhân với số lượng, tôi ra cái thành tiền. Rồi, bây giờ đi, tôi sẽ để các bạn nè, tôi làm cái cell 0, cell 1, cell 2, cell 3, cell 4 để các bạn dễ dùng. Vậy tôi có, sẽ có row là 1 rồi nè. Tôi sẽ có cell 0, cell 0 và cell 0 gán bằng cell 0, được chưa? Rồi cell 1, cell 2, cell 3. Đấy, cho dễ dùng, chứ còn tôi gọi nhiều quá nó lỗi ha. Cell 0 nó rối. Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4. Đấy, ta có 5 cell mà, 1 2 3 4. Cái này cũng là 4 3 2 1. Rồi cái này sẽ là cell 0. Cell 0
Cái này sẽ là cell 3. Viết cho gọn các bạn nhé. Cell 3. Đấy. Rồi bây giờ nào. Hoặc nếu các bạn mà không muốn để cell 0123 thì các bạn có thể thay bằng là cái cell bằng check, cell giá, cell gì đó, đúng không ạ? Đấy, cell check, cell tên, cell giá, cell số lượng, cell thành tiền, ví dụ như vậy. Đó. Ok. Khi cô check một cái thì cái ông này ông ấy sẽ tính luôn cái giá, lấy giá nhân với số lượng. Đây. Ok. Chỗ này hơi bị củ chuối, tôi sửa sau nha. Rồi bây giờ tôi lấy con của nó nè. Con của nó trả về cái này. À, cái chai children đó, không, nó trả về cái này. Đúng không? Đây. Cell 3. Tôi đổi lại cho nó dễ nha các bạn nha. Tôi đổi đi. Chấm children. Không. Chấm. À, style à, chấm set attribute. Set attribute. Tôi coi lại cái method set attribute nha, không quên. Set attribute. Đây. Đây, set attribute. Nhiều lắm. Bây giờ mình coi lại xem nó dùng đó. Set attribute thì nó sẽ gì ạ? Nó lấy cái attribute của nó đây là giá trị của attribute. Thì cái set attribute đây. Ctrl C. Ctrl V. Attribute của tôi là disable. À. Attribute tôi disable và giá trị của nó tôi để vào phone. Còn dưới này tôi để lại ngược lại bằng true. À. Ẩn. À đúng rồi, disable phone. Ok. Đấy. Tôi rút gọn lại cái này nó. Cái này nó ổn hơn. Cách làm này nó ok hơn. Chứ tôi đè cái khác là hơi bị nguy hiểm. Đây. Đấy, lỗi hả? Set children không. Ê, lỗi gì? F3, F12, F11, F12. Ôi giời trời. F11, F12. Đấy, không có lỗi mà sao không ra. Sebo. Ê, tào lao à? Disable bằng disable. Đây bằng disable. Kỳ vậy. Cái bằng trống này sẽ bằng disable. Rồi trở lại. Nó do cái thuộc tính. Cái disable. Set attribute disable. Remove attribute luôn. Bực cái đó. Add attribute luôn. Đây. Cái này add attribute luôn. Add attribute luôn. Còn cái này là remove attribute luôn. Đây. Ok. Đấy. Search nha. Có remove attribute luôn. Remove. Đây. Có remove attribute luôn. Rồi add attribute. Có add attribute luôn. Đâu rồi? Set. Add đâu? Không có hả? Đâu đâu. Remove có rồi. Còn add không có. Add. Add attribute nó có rồi đó. Rồi không có. Ok. Vậy tôi thay add attribute bằng set attribute. Ok. Nó có hai đối số. Dùng một đối số cô được không? Từ từ nha. Đây, user remove để bỏ. Đúng rồi.
Bây giờ tôi xét xét để tôi thêm. Vậy cái này là set attribute node. Để thêm thì ta có set attribute node. Ok. Ngó lại tí các bạn nha. Create attribute. Ghê. Create attribute luôn. Thấy không? Đây. Rồi. Ok. Đấy, create không add mà là create. Create. Ok. Rồi, về. Rồi, chạy. Đấy nha, các bạn cứ nó có ok, thêm nó remove nè. Ok, thêm nè. Ủa, không được hả? Tào lao gì? Rồi. Không được rồi, set attribute. Set attribute disable. Cái set này nó có hai đồ số lần đó các bạn. Ok. Rồi, cái này để cái disable luôn. Ok. Cần xe. Đổi xíu. Tôi nhớ là chú phone được mà tại sao ra ta. Rồi ok, được chưa? Được chưa? Ok. Rồi. Là xong cái này nhá. Đấy tôi bỏ đi thì nó sẽ mở ra và tôi set vô thì nó sẽ set. Được chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ đến cái phần tính giá này. Thành tiền này. Tôi nhân cái này với cái này. Ok. Thì tôi phải lấy được cái này ra đã, tôi ép kiểu thành số, tôi lấy cái này ra tôi ép kiểu thành số, thì tôi ra cái này. Đầu tiên là tôi lấy cái cell này là cell 012, cell 2. Cell 2. Đấy. Và cái giá sẽ gán bằng cell 2 chấm inner text. Được chưa? Alert đó cả nhà. Alert giá. Chạy nè. F5. Có phải 700 đúng không ạ? Bây giờ ta ép kiểu nó thành number. Tại vì nó sẽ là ngầm định là text thì các bạn ép kiểu thành số. Được chưa? Rồi. Sau đó các bạn mới lấy cái số lượng này nè. Của nó là số. Được chưa? Mà thực ra nhân cũng chả cần ép kiểu, nó lấy số lên nó nhân à. Cái này chấm chim để nó tránh trường hợp nó có cái khoảng cách nó ép nó lỗi ha. Rồi. Cái số lượng này là cell 3. Cell 3 chấm children chấm value. Đấy, số lượng sẽ gán bằng cái này chấm value. Chấm value. Rồi các bạn mới chấm chim cái nữa. Rồi các bạn ép kiểu thành số nếu muốn. Còn nhân thì thực ra chả cần. Đó. Rồi. Xong các bạn mới có là vá thành tiền sẽ gán bằng giá nhân với số lượng. Được chưa? Xong các bạn lấy cái giá này các bạn view vào, fill vào cái chỗ thành tiền này thôi. Thành tiền này là cell, cell 4. Thì các bạn sẽ có là cell 4 chấm inner text sẽ gán bằng cái thành tiền. Chạy ha. Đấy, check cái. Lỗi ạ. F12 xem nó có báo gì không. Đỏ, đỏ là báo ha. Số lượng viết sai, chính tả. Số lượng. Đó. Vậy thôi đó. Sai chính tả. Thôi để đây luôn. Để đây nó báo thấy luôn nào. Check. Không đúng không? Được chưa? Check điền giá, check điền giá. Rồi. Bây giờ số lượng ở đây thay đổi. Thôi số lượng ở đây thay đổi.
Khi các bạn gõ vào đây một thì ở đây nó gì ạ? Nó thay đổi tiên. Vậy là cô vừa làm xong cái check nha, ăn check nha. Ok. Ồ, check cái nó tính tiền luôn à, kinh không? Đấy. Được chưa? Đây. Vậy số lượng ở đây thay đổi thì ở đây nó tính tiền. Và cái này ăn check thì tiền cũng bằng không luôn. Ăn check nha, là tiền bằng không ạ. Đó. Mấy cái này các bạn để ngoài cái if và này nè. Đây. Và giá số lượng thanh tiền các bạn để ngoài, cái đấy khỏi và. Các bạn để led cũng được nữa. Led thì chặt chẽ hơn nha. Đúng không? Led các bạn chặt chẽ hơn á. Nó có biến toàn cục biến kia. Rồi nếu như cái này các bạn để như này thì các bạn để là số lượng số thanh tiền các bạn gán bằng 0 nếu như ăn check. Và sell cái này cũng cập nhật lại bằng cái thanh tiền. Sell có thể cập nhật ở ngoài. Ok. Đó, chạy F5. Check nè. Ăn check nè. Check nè. View số lượng nè. Ăn check cái nè. Nó vẫn là 0. À, ăn check 17, check cái lại là bằng 0. Thấy chưa? Ăn check nè. Ăn check nè, 700. Nhưng mà check lại là nó lại bằng 0. Đấy, ok được chưa? Rồi bây giờ các bạn chỉ làm thêm một cái nữa, coi như cái check là xong. À, còn các bạn làm một cái nữa nè. Khi thay đổi số lượng đây, cập nhật giá, thì ta phải viết một cái hàm riêng. Tại vì ở đây nó xử lý sự kiện khác. Xử lý sự kiện là on key press 11 hoặc là on trên 23, on trên ha, on trên. Tức là khi số lượng đổi on trên, on trên thì lập tức anh này đổi theo. Ok. Vậy ở đây cái trong cái chỗ này ta phải set cái sự kiện on trên. On trên gọi tới cái hàm là F tính. Tính. Được chưa? Copy vào ba cái ông này. À, cái này tôi để số lượng luôn. Số lượng. Số lượng. Trên. Rồi, copy cho nó nhanh. Làm cái copy hết. Nó lẻ. Về. Rồi, bây giờ ta viết một cái hàm. Tính. Hàm khác. Function. F tính. Chưa? Nó chỉ xảy ra khi nào? À, ta gọi sự kiện on chain thôi. Vậy ta sẽ lấy sao? À, mấy cái này ta đang để chung trong này. Ồ, vậy thì ta sẽ phải truyền cái gì đây? Ta tính thì ta phải truyền giá. Ta phải lấy được cái giá. Đúng không? À, rồi các bạn thấy như này. Nếu tôi để như này á thì bây giờ ta có thể lợi dụng một cái rất là hay ở chỗ này nè. Cái biến mà các bạn là để va thì nó là biến toàn cục luôn, để led nó mới là cục bộ. Tôi nhìn được, tôi để va là tôi nhìn được luôn ha. Tôi nhìn được luôn cả cái giá, cả số lượng, cả cái này luôn á. À, đây giá, giá cái này có thể để ngoài, số lượng để ngoài luôn. À, và giá và số lượng để ngoài luôn. À, bởi vì cái này là tôi để ngoài, tôi tính được rồi mà, để ngoài luôn. Đấy. Và có một cái đặc điểm là nếu như để va thì nó là biến toàn cục. Biến toàn cục thì anh dưới này anh thấy luôn. Anh thấy luôn. Khi trên cái tôi lấy giá, tôi nhân một số lượng. Đúng không? Và cập nhật lại cái thanh tiền. Đúng không? Đây. Đây. Ok. Tôi lấy giá.
thanh tiền sẽ gắn bằng giá nhân với số lượng. Đấy, chạy thử nhá, on trên nè, cái này hay nè, tôi bây giờ mới trải nghiệm gọi là cái va này, nó khi khai báo va thì nó là biến toàn cục luôn. À, check cái nó tính đúng không? Bây giờ cái này tôi để là on trên nè, một rồi lỗi mất tiêu rồi. Giá is not defined. Tại sao lại là biến toàn cục? Ok. À, cái thằng này check cái thì nó tính. Rồi, bây giờ ta khai báo cái giá ra ngoài coi thử nha, test nha các bạn. Tôi đang test cái biến toàn cục ha. F5 check cái tính, đưa vào số lượng. Cell 4 is not defined. À, rồi toàn cục thì là toàn cục ở trong function thôi, chứ không phải là toàn cục cả object, cho nên là không được. Ok, vậy cái tình huống này là không được nha các bạn nha. Cell 4 tôi khai báo bên này đúng không, thì ở bên này không nhìn thấy. Bây giờ tôi phải muốn cập nhật cell 4 thì tôi phải khai báo lại. Vậy thì tôi lại phải truyền cái row index. Row index hoặc là tôi có một cách khác để tôi truyền từ đây. Haha, tôi truyền từ đây. Đấy, tôi không có truyền một là các bạn truyền ở đây. À. No. Row index. Thôi, truyền ở đây đi các bạn. Còn cái việc truyền kia nói sau đi. 1 2 3 Đấy, tôi sẽ nói sau. Tại vì khi tôi gọi từ hàm này sang hàm kia nó phức tạp lắm. Tôi lấy cái row index. Đây. Z row index. Rồi ta cũng lấy cái này. Nhưng tôi chỉ lấy cái cell 4 thôi. Nó hơi bị lặp nha. Tôi thì không thích dùng một cái gì nó lặp nhiều quá. Lặp nhiều quá thì nó sẽ không hay lắm. Đấy, chạy lại. Đây, check 1, 4 đúng không? Rồi, không là trên à? Rồi, không ra. Đấy, ấy. On trên. À. Rồi, on trên. Nó còn phải như này nữa. Đưa con trỏ ra ngoài. On trên. Tại sao không cháy? On trên. Ấy. Alert cái nhà. Cell inner text đổi. Alert. Thanh tiền và thanh tiền cây không ra. Alert giá F5 check đơn trỏ vào on trên 700 đúng rồi. Rồi alert số lượng. F5 không đúng rồi. Rồi không. À, nó luôn luôn nhận là không. On trên. Khi on trên
tương trỏ ra ngoài Con on khi chưa? áp đúng rồi. Nó lấy cái số lượng ở đâu, nó gán bằng không, lúc đầu gán bằng không, lấy cái số lượng cell này gắn bằng 0 thì khi trên ha. Rồi hiểu rồi. Hỏi nên mẹ không biết. Bây giờ cái của mẹ mẹ đang làm việc. Con biết con rồi. Muốn biết thôi. Ừ, đúng rồi. Rồi chịu khó đi ha. Ồ. Rồi bây giờ rồi biết vì sao số lượng không lấy được rồi. Giá nó fix số lượng, các bạn khi thay đổi các bạn cần cập nhật lại. Số lượng sẽ gán bằng cell mấy ạ? Cell 3. Cell 3 chấm children. Cell 3. Cell 3 là anh này. Đấy. Control cell 3. Cell 3 chấm children. Không. Chấm value. Cập nhật lại nó mới ra. Còn không nó vẫn giữ số 0 ha. Đây. Trên 1 trên 2. Được chưa? Xuống 2. Xuống 700. Được chưa? Ok chưa? Đây, tao phải alert ra tôi mới biết là ông đang lỗi ở đâu. Tôi chưa cập nhật lại giá trị của nó. Ok. Rồi, xong. Dễ không? Tăng. Ui, tăng nhiều dữ vậy. Tăng. Giảm. Đó. Tăng giảm. Như cái này tôi để là 10. 10 nó cũng trên. Khi trên thì nó cũng đổi. Ok. Được chưa? 11. Đó, ví dụ 1111. Đó, trên. Rồi. Bây giờ tính tổng. Từ trên này 1 2 3. Tính tổng là viết cái khi các bạn trên thì tổng dưới này đổi luôn. Và khi các bạn cập nhật thì tổng dưới này cũng đổi luôn. Đúng không ạ? Đấy, cập nhật thì tổng dưới này nó cũng đổi luôn. Đấy, khi các bạn ẩn cái này tổng cái này cũng bằng đổi luôn. Thì có một cái dùng cái hàm mà các bạn duyệt duyệt các phần tử. Bây giờ các bạn đặt, ví dụ đặt đặt cái thanh tiền, các bạn đặt là một cái class là thanh tiền. Các bạn có thể duyệt tất cả những class thanh tiền, xong các bạn dùng công là for, công là for để các bạn tính tổng được. Đúng không ạ? Thì cái tính tổng này các bạn có thể viết lại một hàm riêng, xong bạn gọi function tính tổng, viết một cái hàm riêng và các bạn gọi thôi, đúng không ạ? Tính tổng thì đối số truyền vào các bạn sẽ là một cái mảng, mảng các cái chuỗi này nè, mảng này đó, và các bạn cộng dồn nó thôi, đúng không? Đối số các bạn là thanh tiền tt đi ha, thanh tiền. Ok, thì các bạn for và let y gán bằng 0, y nhỏ hơn thanh tiền chấm len y cộng cộng. Đấy, cái này các bạn ép kiểu nó để tại vì cộng tổng cho nên ép kiểu nó, đúng không ạ? Tổng và tổng gán bằng 0, đúng không? Tổng cộng bằng thanh tiền y và cái này nhớ là ép kiểu number đó và return tổng thôi. Đấy, tính tổng tổng của một cái mảng thôi. À, vấn đề khi các bạn gọi ở đây, tức là khi nào thì cập nhật lại tổng. Khi tôi check cái này nó cũng cập nhật lại tổng, cho nên tổng tôi sẽ được viết ở đây. Hoặc là khi tôi sửa giá trị nó cũng cập nhật lại tổng. Ví dụ khi tôi sửa giá trị này, sửa xuống là ví dụ như là 12 thì cái này thay đổi thì tổng cũng được cập nhật theo.
Cho nên là tổng nó sẽ được cập nhật khi nào? Khi tôi thay đổi cái dữ liệu ở đây, hoặc là khi tôi check hoặc uncheck thì tổng nó cũng đổi luôn. Đúng không ạ? À, bởi vậy cho nên đầu tiên cái tổng ta sẽ gán bằng 0. Như vậy. À, giả sử các bạn gán bằng 0. Không có gì, tổng gán bằng 0. Ấy, kỳ vậy. Tôi bị nhầm. Không ở đây. Đây, tổng gán bằng 0. Được chưa? Đây. Và khi tôi đổi dữ liệu đây thì tổng nó sẽ được tăng lên, đúng không ạ? Tổng được thay đổi. Thì tôi cập nhật tổng khi nào? Tôi cập nhật tổng ở trong hai cái tình huống, một là check và hai là tính lại, nó cũng on chain, nó cũng tính lại tổng. Thì bây giờ ta cái tổng nó là cell mấy? Cell 5. À cell 4. À đâu? Tổng là nó nằm ở cái row mấy ạ? Row cuối cùng nè. Row cuối cùng nè. Một là các bạn truyền cái row, hai là các bạn lấy cell mà chấm row chấm len á. Đây, cái cuối cùng á thì nó sẽ là bằng cái này nè. Cái dòng cuối cùng sẽ là dòng này nè. À, và row bottom sẽ gán bằng table.rows. Được chưa? Mà cái index của nó độ dài của row. Độ dài của row là ta sẽ có như này. Và length row number. Số dòng nhá, tổng số dòng nó sẽ bằng là my table.cell.len đúng không? Thì cái này nó sẽ là bằng cái row cuối cùng, nó sẽ là bằng row number trừ 1. Tại sao? Tại vì là các bạn row mà 5 dòng thì dòng cuối cùng là có chỉ số là 4. Có 7 dòng thì dòng cuối cùng có chỉ số sẽ là 6, cho nên nó sẽ bằng là row number trừ 1. Đúng không? Thì nó là row bottom. Nếu các bạn mà không tin thì các bạn sẽ alert xem cái row bottom, alert cái row bottom mà cái cell row bottom chấm cái cell 0, cell 0 chấm inhtml là các bạn biết liền. Inhtml là các bạn biết liền ha, nó là cái gì chạy ha. Lỗi read ở đâu? Len cell my table chấm cell chấm len. Đúng rồi mà ta, table chấm cell chấm len. Đúng rồi mà ta, sai chỗ nào? À, lỗi, row có cái nhầm row và cell hoài, xin lỗi. Cái này là row, cái dòng, còn cái này mới là cell, xin lỗi cả nhà, nhầm nhỏ thành chồng chồng. Đấy. Đấy. Không có lượt hả? Lỗi nữa nè. Cannot property 4 of undefined. Rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Row number 4 có cộng 1, 2, 3, 4, 5 dòng. 5 dòng. Mà cái dòng cuối cùng ấy. Kỳ ạ. Chấm row. Xin lỗi. Còn cái này mới lấy cell. Ok. Row row. Ra tổng đúng chưa? Tổng đúng chưa? Đó, ta lấy được cái dòng cuối cùng này rồi. Dòng cuối cùng. Thì không là cái này thì một là cái số 0 á. À, một là cái số 0. Đây. Đó. Vậy ta sẽ đổi cái anh này. À, ta gán nha.
gán là cái dòng cuối cùng mà cell cuối cùng. Đấy, đấy là va cell tổng sẽ gán bằng anh này. Vậy thôi. Đó, và ta có thể thay đổi cái tổng này thôi. Rồi. Vậy ta sẽ cập nhật lại cái tổng này, cell tổng. Cell tổng. Các bạn nếu không cần return thì các bạn có thể gán cell tổng bằng tổng. Không return ở đây. Các bạn có thể là đi là cell tổng sẽ gán bằng chấm inner text sẽ bằng tổng thôi. Ok. Được chưa? Rồi. Rồi. Xong, vấn đề bây giờ ở chỗ này là ta sẽ tính cái này, tôi cập nhật vào đây. Nghĩa là bây giờ tôi sẽ lấy mảng cái này nè, tôi truyền vào cái hàm tổng là xong. Tôi lấy mảng cái này. Mảng các class này. Tôi đặt nó là class. Ở chỗ mấy cái thanh tiền cuối này nè. Thanh tiền này nè. Tôi đặt class cho nó. Ok. TD này nè. À. Class là thanh tiền. Đấy. À. Thanh tiền. Okay. Copy cái này. Đấy. Ok. Rồi. Các bạn có thể dùng cái vòng lặp, các bạn lấy truy vấn theo class thì nó sẽ ra được cái chuỗi này. Tôi lấy ví dụ như sau nha. V thành tiền sẽ gán bằng document.get element by class name. Nó là thành tiền. Đó. Các bạn cái này nó trả về một mảng. Các bạn dùng vòng lặp for. For và item in v thành tiền. Đúng không? Cái này các bạn sẽ là gì ạ? Alert. Alert. Y item. Item.inner.html inner text đi. Đấy, giả sử cô đổi, cô test cho các bạn coi để các bạn lấy ha. Cái này cô để là 1, cái này để là 2, cái này để là 3. Cô lấy ví dụ thôi ha, ta chưa làm vội. Nhìn nhá. Undefined. Ủa? Sao lặp nhiều dữ ta? Sao lặp nhiều dữ ta? Của cô là 1, 2, có 3 cái thanh tiền à? F5. Rồi undefined 1 cái, 2 cái. Ô, bị lỗi gì rồi? Bị lỗi gì rồi? Lỗi rồi. Lỗi rồi mới đời. Tại sao lỗi? Tại sao lỗi? Bên này. Tại sao lỗi? Sao lại end system ở đây? Lỗi cái gì? TD. Nó sẽ lấy được cái class thành tiền. Class thành tiền. Thì cái này là inner HTML. HTML đây, tôi với cái thẻ TD. Undefined 1 cái, 2 cái. Oh, 3 cái. 4 5 6 7. Tại sao lại 7? Tại sao lại 7? Class name thành tiền alert cái item thành tiền
B thành tiến. Không. Ra cái gì số 1 ha, F5. Ra số 1. Vậy cái in của cô nó bị sai. Đấy, dùng vòng lặp for này bị sai. Item in này là 2 chấm các bạn nhỉ? Tôi nhớ lắm nha. Nhớ không chính xác lắm nha. Nó bị lẫn lộn giữa Java và JavaScript, không đúng. Vậy cái item in là đúng rồi. In là đúng rồi. In là đúng rồi. Ồ, tại sao không ra? Kỳ cục. For và let đi à. Let y gắn bằng 0, y nhỏ hơn vtt chấm len y cộng cộng. Các bạn alert cái vtt y thì nó ra. Cái này thì dễ quá rồi. Dùng cái kia nó cũng bị lỗi 1, 2, 3. Hết. Được chưa? Nó ra bài anh này. Nó lấy được cái nội dung của anh này. Bây giờ cô chỉ cập nhật lấy tổng của anh này cộng lại thôi. Cái bốn cái này dùng for để cộng lại thôi là xong. Đúng không ạ? Dễ chưa? Rồi. Bây giờ ta sẽ để cái này vào. Đây. Truyền cái mảng này vào thôi. À. Truyền cái mảng này vào thôi. Inner tag thôi. Ok. Cái này. Và get element by id class name. Xong đấy tôi tạo cái mảng. Đúng không? Đây, khi này cập nhật nhá. Thì tôi sẽ cập nhật thành tiền rồi. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái cell 4 này nè. Cái cell này nè, tôi cập nhật lại. Thì tôi sẽ lấy cái mảng. Cái mảng là tôi dùng cái array. Khoan nha các bạn, cái này là đối tượng, là trả về mảng đối tượng. Nhưng trả về cái này inner luôn, nó có chịu không? Chấm inner html. Khoan ha, có chịu không nha? Chờ xíu ha, chờ xíu. Đây, tôi cố thử cái này nè. Cái này là trả về đối tượng nè, là mảng đối tượng. Nhưng cô thử chấm inner html thì nó có chịu không. Nếu chịu thì ta sẽ không cần cái inner ở đây nữa. Được chưa? F5 không được nhá. Cái này nó trả về undefined, không có được. Thành ra cái này không có dùng được ha. Đây, không có dùng được. Rồi, bây giờ ta lấy cái này rồi thì ta đưa vào đây. For cái này. À, vậy thì tôi tính tổng ở ngoài này. Cái này tôi truyền vào một mảng. Thì tôi phải đưa này vào mảng. Ok. Và array gắn bằng, hơi củ chuối các bạn ha. Thì cái này gắn bằng array y gắn bằng cái này. Đấy. Ok. Rồi tính tổng. Gọi được cái tính tổng. Đưa cái array vào là được. Nha. Rồi test thử nè. Check number is not defined. Tại sao lại number thành tiền đi? Ây chà. Tính tổng. Tại sao lại number thành tiền? Thành tiền nó lại là lỗi. Sao lại is not defined? Sai chỗ nào? Tôi viết gõ lồn dấu nữa các bạn à. Ok, tào lao thiệt sức. Đấy, nó còng ha. Khoan, check nó mới còng nha.
Ủa khoan, chết, tại sao cái có lực à, rồi 5 đúng không? Bây giờ tôi bỏ hết cái này số 0 này đi. Cái này là cô lấy để test thôi. Bỏ hết đi. Hoặc là để 0, ngầm định là 0, nó khỏi lỗi. 0 khỏi lỗi. 0. Chưa? Check lại nè, bằng 0 ha, check nè. 0. Đúng rồi, 1 700. À, check, check 700, đúng rồi. Rồi, bây giờ khi các bạn đổi cái này, các bạn tính lại tổng cái nữa. Thì các bạn cũng phải va cái này cô phải dùng chung nè, cái này không được dùng chung được, cô hơi bị bực. Cái này khi cập nhật là cái này, dưới này. Đấy. Gọi lại tính tổng lần nữa. Nhìn nhá. 0 1 cập nhật, 2 cập nhật ở dưới. Check. Cập nhật 400 là 1.800 đúng không? 800 2.200 đúng. Bây giờ tôi bỏ check này nè. Nó còn lại 1.400 nè. Mở check nè. Nó còn lại 1.800 nè, đúng chưa? Ok. Đấy, viết thì đúng rồi, nhưng mà vẫn chưa ưng cái code lắm nha các bạn. Tại sao chưa ưng cái code? Nó lý do như sau. Thứ nhất là một số cái biến nó vẫn bị lặp. Ví dụ cái biến này nè, khi có chuyên á, nó vẫn bị lặp nè. Cái này các bạn phải cải tiến cái code. Tại vì là các bạn cố gắng làm sao khi tôi check vào dòng nào tôi nhận biết được tôi đang ở dòng đó. Các bạn phải bắt được cái sự kiện là các bạn đang check ở dòng nào, dòng thứ mấy. Thì đỡ phải làm cái truyền cái row index. Mà đỡ truyền row index thì chỗ này các bạn cũng đỡ. Cái thứ hai là cái lấy theo class này. Đúng không ạ? Class này thì cái vùng lập for này tôi gọi hai lần thì nó bị lặp. Vậy tôi sẽ để vào đây. À, tôi sẽ không truyền cái tính tổng này nữa. À, tôi sửa lại code tí cho các bạn. Code nè, sửa lại tính tổng, sửa lại tính tổng. Và tôi đưa cái này vào đây. Đưa vào đây. À. Đấy, và ở đây thì tôi bỏ cái này. Có cái biến dùng chung. Tôi bỏ được cái dòng này. Cái này mới dùng nhiều lần, dùng lặp là khó chịu lắm. Vậy thì cái này thay vì thành tiền, cái này tổng sẽ bằng number. Bỏ cái này đi. Bỏ luôn được cái chữ, bỏ luôn được cái này đi. Đấy. À, number của cái gì? Của cái VTTT y chấm inner text inner HTML. Đấy. Ok. Tức là bỏ được một khúc. Chỗ này đỡ phải lặp, đúng không? Cập nhật lại tính tổng thôi, mỗi lần tôi cập nhật lại tính tổng tôi gọi lại thôi. Đấy. Đấy. Nó mà không tối ưu lắm là tôi khó chịu lắm. Check cái. Check. Rồi, đổi. 700, được chưa? Ẩn cái mất. Mở cái hiện. Mở. Đổi cái dấu số lượng cái, thay đổi. Ẩn cái còn 400. Ổn chưa? Thấy chưa? Code mà không tối ưu lắm là nó rối là tôi phải sửa lại ngay. Tại vì cái biến này là biến dùng chung được mà. Biến ở ngoài tất cả các hàm. Phạm vi của biến này các bạn. Biến mà khai báo ngoài tất cả các hàm thì tao gọi là biến toàn cục. Biến toàn cục thì tất cả các cái hàm đều nhìn thấy nó. Đúng không ạ? Còn biến mà khai báo trong hàm thì gọi là biến cục bộ. Tức là chỉ có hàm này nó thấy thôi. Đúng không ạ? Vậy thì những cái nào mà các bạn dùng chung ở trong nhiều hàm thì các bạn nên khai báo biến toàn cục. Còn biến nào dùng riêng thì khai báo riêng. Riêng cái anh này thì không khai báo chung được tại vì nó phụ thuộc vào cái row index này. Đây, row index này. Row index này. Cho nên là không khai báo chung được. À, cái này sẽ phải còn cải tiến được một lần nữa đấy nha. Đây.
Nhưng mà từ từ, tại vì nói mà nhiều quá sợ các bạn rối. Vậy cái bài này tôi đã xử lý xong. Đó, tất nhiên vẫn đang thiếu cái phần gọi là search. Search cái mức giá này. Đấy, các bạn cũng làm sự kiện on-chain ở trong này. À, khi click chuột vào đây nó đổi giá thì cái này nó được, cái bảng này nó bị nó nhảy nè. Đấy, bảng này nó nhảy. Bảng này nó chỉ liệt kê ra những cái nó thỏa mãn thôi. Đấy, cái này chắc là phải buổi sau. Tại vì bây giờ nói cái này là cũng một khúc dài đấy các bạn. Đấy. Và khi đấy nhá, các bạn cứ làm, về nhà cứ làm theo cái hướng dẫn của cô. Sau buổi sau tôi đổi thì cốt dưới này chắc chắn sẽ phải có một số thay đổi khác. Nghĩa là cốt các bạn đã cốt hôm nay nè, buổi sau sẽ có thay đổi nữa. Nghĩa là để mà đáp ứng được cái bài này thì cái cốt phải viết một cách khác nữa. Nhưng mà cứ từ từ, cứ làm như các bạn trước đi, xong rồi bữa sau tôi chỉnh thì các bạn sẽ sửa, các bạn sẽ hiểu hơn và không bị rối. Còn nếu không thì rối lắm, rối như tơ vò. Chuẩn bị hết giờ, có ai cần điểm danh không? Check up, on key up được không cô? On key up và on key down, on key up, on key down và on key press thì được, nhưng mà nó không phù hợp ở chỗ này nè. Cái giá trị của cái biến, cái giá trị của cái thanh tiền nó chỉ được tính lại khi nào? Khi mà cái số lượng nó thay đổi. Thì các bạn nên xử lý sự kiện on chain hơn là on key up hay là on key down. Mấy cái đấy ha. Hiểu ý không? Tức là tính toán lại khi nào giá trị đổi. Giá trị đổi thì tôi phải sử dụng cái on chain. Cô bảo quyền chưa cô ơi? Không biết, hình như mở hết rồi á. Mở 100% rồi đó. Em mới xem mà cái quyền 4 hình như là hết hạn mà cô. À, nếu vậy thì để mở. Tại vì là các bạn nhắc cô, cô nhớ là mở hết rồi. Nếu như không thì các bạn cứ nhắc thôi. Cô em, sẽ mở. Em xem thì 13 thì có. 13 thì có. Thì đó, để mở thôi. Cô đặt lại cái thời gian của assignment luôn cô ơi. Ừ, ok. Trong cốt có hỏi gì không? Toàn dỡ xây mần gì không à? Cốt có hỏi gì không? Cốt thì phải để ngâm cứu từ từ thôi, chưa thấm được. Chưa thấm được à? Ok. Rồi, ngâm cứu để thấm, đồng ý. Nhưng mà về phải làm chịu khó làm đi nha. Những cái kiến thức này là kiến thức cơ bản, kiến thức nền nó hay lắm. Ôi, bên này vẫn có 5 đồng chí học à? Siêng gì trời? Trời ơi! Quý Hoàng hay Hùng Cường, bà học ở đâu có 3 đồng chí thôi chứ. Rồi. Ok. Vậy hôm nay ta hướng dẫn vậy nhá. Cô sẽ mở quiz, mở lại cái assignment ha. Cái quiz. Rồi, không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta off, và có đặt câu hỏi thì các